nó hết máu rồi. Bảy đầy đường luôn nè. Không luôn. Ta chết rồi, ta chết mày. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Mình là Bob. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay cái game này sẽ chơi Roblox The Truth. Thì đây là một cái game mà hút mỡ mà mình thấy nó hiệu quả nhất mọi người ơi. Thì Tết là mình với Bami có đi hút mỡ một lần rồi. Sau đó thì bây giờ mình quyết tâm là rủ Bảo Mập, dẫn Bảo Mập để đi hút mỡ thêm một lần nữa. Để ba thằng okay. Trở thành siêu mẫu mignon. Siêu mẫu. Làm nhân vật hút mỡ đây. Ba. Ba chà. Thôi nghỉ đi mà ơi, chứ đánh nắm gì cầm này nữa. Quên rồi. Đâu mà đủ cho đi hút mỡ, tự nhiên bắt tao làm hút mỡ làm gì? Và mày đâu nó thèm mỡ mà bà ơi. Mày gì mày hiến mỡ cho nó đi. Đâu nó đâu, tao qua hiến nó cho cái này. Tao nè. Hút từ từ nha, hút âu yếm rồi nha. Ủa nó vô nè, vô rồi hả? Thì nó vô rồi mà. Ôi, cái chết à. Ây chà. Nó hút lâu dữ ta. Thì chứ mày nghĩ nó hút nhanh lắm hả? Nó hút lâu lắm ba, làm sao mà nó hút nhanh được. Đồ hoài. Thôi từ từ, mày lẽ nó chết là sao? Mày hút nhanh tới mức mà người ta sốc mở, người ta chết luôn á. Ê, tao không biết đứa nào đâu, đứa nào cũng mặc đồ trắng hết ba. À, mày không cần biết đâu. Mày chỉ cần biết cái đứa nào mà nó la lên là biết là đứa đó rồi. Ê, hút từ xa hả? Ừ, hút từ xa được mà. Rồi sau đó không? À, thấy la là hiểu liền không? Cái gì vậy? Dắt qua đây làm cái gì vậy? Trời ơi! Đứa nào dắt qua đây vậy? Đâu? Đâu không? Dễ sợ đi. Ây da, bị gì vậy? Vậy còn cái skill right để đâu? Ủa tụi nó đâu hết rồi ta? Hả? Đại. Trời đâu không? Cái gì mà con nó cũng thấy rồi nữa chứ, đâm binh thiệt chứ. Rồi, ơi ông nội ông cầm cái đèn ông chạy qua đây chi nữa trời. Đúng rồi, tuyệt tình luôn á, nó cầm cái đèn nó còn chạy qua đây nữa chứ, đâu phòng. Trời ơi. Cái gì vậy trời, nó cười cái gì vậy trời. Sao mà dính được ba đùa hoài. Nhanh lên, come on baby, come on baby. Rồi bà bay, trốn bà bay. Rồi bơm máu cho bé xong. Rồi trốn đi bà mà bay, trốn đi. Trời ơi, tao là ma mà nó không cho tao ra khỏi cửa luôn chứ. Mày ra làm chi ba? Ấy là tao ở trong cái cửa mà bị phá nó không cho tao ra luôn. Mày nó phải ma, mày là quỷ mà. Trời. Anybody here? Ê! Mày ơi! Gì vậy ba? Chết bò rồi, vô cái phòng này là sai rồi. Gì vậy trời, đừng có chết chứ ba. Ôi. Là chết chưa? Tập. Chết chưa? Mày mà ba bị đâu vậy? Ông bị nhon lại. Vậy. Vậy thôi đi. Bây giờ mày nhon được rồi thì chạy thôi chứ đứng lại làm gì nữa đúng không? Chết mày, trời ơi. Coi thì nó hết năng lượng rồi, che. Rồi, coi chừng nha, nó hết năng lượng là nó trốn vô gương á, cẩn thận. Nó vô gương rồi. Chứ sao mày trốn vô gương rồi kiếm tụi chứ. Đó, tao đang ở gần ngay cái chỗ có gương á nên là tao chưa dám xuất hiện ra cái tao chưa dám lò ra khỏi cái gương để nó khỏi biết tao đang ở đâu. Ghê vậy hả? Ừ, phải ghê chứ ba. Chết bò vô ai rồi. Đứa nào đập bẫy vậy trời. Còn ai nữa ba? Và hai thằng Bảo Mập nữa hả? Chìa khóa xanh dương. Ở đâu? Tao lấy rồi. Lấy rồi hả? Chạy ra ngoài đi, nhanh lên Bảo Mập ơi. Ngoài phải không? Nhanh. Nó nhỏ ra đừng cho nó nghe. Nó nghe nó hiểu luôn rồi. nhanh đi. Chuẩn bị trốn được rồi, nhanh đi. Nhanh đi Bảo Mập ơi. Bảy đi đi mẹ. Thằng quỷ. Rồi, vô ngoài. Vô ngoài đi vô. Ê chết rồi, nhưng mà chỗ này không có điện, no power, phải đi mở điện trước mới được Bảo Mập ơi.
Trời thiệt luôn á, còn bị thiếu cái chìa khóa màu vàng luôn á. Giờ con không biết chìa khóa. Thấy ba Mi rồi. Đi đâu vậy ba Mi? Nó đang ở đâu vậy? Phòng thang. À, tao biết nó ở đâu luôn mà tao không lên được, tao tức ghê luôn. Ở đây cho ông cống á. Có đâu, có đâu trong bóng cống nó ba bớt cầu lao đi. Nhưng mà bây giờ thật sự là tao không biết cái chuyện. Thì ra tao chờ cái phút này nãy giờ. Đất đậu gì, anh mà bơi, anh mà bơi. Phát chưa? Chưa! Con đã hết máu rồi. Bảy đầy đường luôn nè. Không luôn. Tao tới với mày đây. Rồi chơi dạy chơi lại trời. Yeah. Đã. Và xin chào mừng các bạn đã đến với Thẩm mỹ viện Ba Mi. Và chúng ta đã mở thành công cho những thanh niên ở đây. Mọi người đều có một eo 54, còn eo 40 chứ các bạn. Còn một thân hình cực kỳ mi nhon. Rồi chắc bu rồi. Một thanh niên để nó mở cửa cho Bảo vô. Tao ốm nhách luôn. Rồi các bạn muốn tới giảm cân giảm mỡ thì hãy đến với Thẩm mỹ viện Ba Mi nha các bạn. Ở Hàn Quốc thì nó hút mỡ thẩm mỹ đẹp lắm, nhưng mà bác sĩ này ở Thái Lan qua hút cũng đẹp mà, hút toàn thân luôn á. Chọn cho ai là bác sĩ hút mỡ nha các bạn. Hút bác sĩ năm mỡ. Ba hút mập, à không phải lột. Được. Cái đang mà đam mê được làm đó các bạn. Mỡ mập. Đúng đó. Trời ơi. Hên phải rồi. Rồi chạy. Vậy là chạy chạy cho bác sĩ hút mỡ rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Ôi, cái gì bụp nhanh vậy? À mới nghe tên bụp bụp rồi đó. Trời đâu, nhanh như vậy trời. Thầy luôn á, mới gì vô cái con lén là gặp rồi. À tao mới kích yên tâm. Trời ơi. Lẹ gì? Ai biết. Cái thanh niên này không bị chết mà thanh niên nó nằm làm tao tưởng nó bị gì tao tính cứu rồi. Ê cứu tao đi, con mất máu rồi là ba. Nói không, kêu cứu cái đó hát xì liền ghê thì chứ. Có ai chửi tao vậy bay. Cũng mà là cao có máu rồi đó chứ không là cao chửi mày rồi đó. Liên quan gì ba? Mày chưa nằm mà giờ nào mày nằm tới túi, tự nhiên cái mất máu túi mày chi. Thì tao sắp hết máu rồi. Em cắt điện, em cắt điện. Ở đâu? Mày leo á. Ờ không được, cái đó phải có cái ấy mới mở được. Khoan, nhưng mà nè, bây giờ cái chìa khóa quan trọng nhất á là chìa khóa màu vàng, chìa khóa màu vàng là chìa khóa quan trọng nhất. Ok, tụi bay cứ chết thoải mái đi, tao cứu cho, tại vì tao có máy kích. Máy gì? Vô phòng y tế có hai ba cái luôn mà. À, vô phòng y tế một rừng trọng rồi. Trời ơi, bá ơi, một người ở trong này. Rồi, nói chung là đi tìm cái chìa khóa màu xanh, màu vàng gì đó. Sao mày hút mở cho tao bay? Mày muốn không? Mày ra mày đó mày đứng đi, bao hút mở cho mày coi. Tao nghe nãy giờ mà tao không thấy người đó đâu. Tao hút free luôn á chứ. Ngay cửa chính. Có một cái chìa khóa rồi, có một cái chìa khóa màu xanh lá cây. Chìa khóa màu xanh lá cây. Có đang mở cần hầm nè, đang mở cần hầm nè. Có ai xuống cần hầm không? Có lên cần 2, có tìm tiếp. À có điện không xuống mà. Ủa cần hầm xuống bình thường mà. Cần hầm là cái cửa màu xanh lá cây rồi, cần hầm á. Mở chìa khóa rồi đúng không? Okay. Tao mở rồi, đi xuống đi. Đi xuống dưới đó tìm đi, xuống dưới đó tìm đi. Đó kìa. À, để tao cứu thanh niên này. Bảo vệ để tao cứu nha. Hả, bảo vệ gì ba? Ở trong này có súng đâu mà đồ bảo vệ trời. Đó là chạy không bảo vệ. Trời. Đó. Đứng dậy. Trời, thanh niên có tưởng thanh niên nó đang bị bắt nên nó nằm luôn rồi, mày nó đang dạ luôn rồi. Vãi nồi. Nó lầy đi chứ, tao cứu xong rồi mà không gì vậy nữa. Rồi, tao mở chưa, có màu xanh lá cây gì đó, ai xuống mở đi. Ê, nó chui ra tự gương phải không? Đúng rồi, nó chui ra tự gương á. Tao cứu rồi không gì vậy, để chìa khóa màu vàng. Rồi, tao cứu đi. Ê, kiếm đường xuống đi, nó đang cầu thang đấy. Thấy rồi. Chìa khóa màu vàng nè, có ai có cái mỏ lết này, cờ lê gì không? Có, anh đi nè, đang cầm cái kìm cắt điện nè. Bảo đúng không? Vô, đây không phải kèm đó, còn thiếu kèm khác nữa. Ai đã cầm cái kèm lớn đi? Còn thiếu kèm lớn, để tao làm cho, tao kèm cho. Ủa, bây giờ mình không biết nào ra nào luôn các bạn.
Không, khi nào thằng nào hết máu là đó nó la lên nè. Đó kìa. Dày. Dày. Tụi bay cứ mất máu rồi ta sẽ thấy được mặt tụi bay. Không có, không có, cái kìm lớn cái chưa thấy, kìm lớn cái chưa thấy. Bảo mập giữ cái đó nha, bảo mập giữ nha, giữ nha. Để con đi xuống với con hầm con kìm cho. Tao sẽ giữ cái kèm cắt điện này và cũng giữ cái thân tao luôn. Ừ, nói chung mày giữ hết đi. Mày đừng có cầm cái kèm mà mày đam mê cái kèm quá mà. Thấy rồi, thấy kèm rồi, bấm bấm ơi. Rồi xuống luôn. Không, xuống chi, xuống lại cái phòng mà nãy á, cái phòng điện á. Thì đúng rồi, đang đứng phòng điện nè. Ok, tới liền. Đó đi bé ơi. Rồi, bấm hập. Bấm điện, bấm mập ơi. Chuẩn bị đi vô thang máy luôn nè. Rồi, sửa nhanh đi. Mở điện nha. Rồi, mở điện rồi, bấm thằng má. Đâu, thằng má bay. Thằng má bay á. Có đồ nè. Rồi, nó cho thằng máy lên lại. Đó, con xuống dưới cần hầm rồi, mày xuống luôn đi, mày xuống cần hầm đợi tao đi. Rồi, mình cầm cái búa tho này các bạn. Ồ, có hay quá, có búa tho rồi hả? Đó, quẻ đó hồi xưa là em bé rồi nó làm cái gì đó nó các kiểu rồi nó bị. Ừ. Rồi mày. Mày đáng đâu vậy? Ê, vậy là mày xuống cái tầng âm 1 rồi hả? Đúng rồi, tao đang âm 1 giờ lại nè. Tao cái đi rồi mà nó lấy cái thảm lau nhà là thảm lau chân đó các bạn, chặn đây rồi. Tao đang xuống nè, xuống đó mày nè. Ủa? Bấm hoài mà không xuống. Ủa, cái đang ở tầng không nè, Vami xuống tầng không cứ vớt lên cái Vami. Rồi ok, đang lên. Tầng không nha. Rồi ok, rồi, được rồi. Đứng cái thang máy nha, tụi tao đang lên á. Rồi, tầng không á ba chứ mấy tầng một đâu. Ok. Điểm rồi ông ơi. Vô. Lên tầng một, có búa luôn rồi, phải không? Ừ. Má ơi, sao tí càng lúc nó càng bự vậy? Mình đang ở đâu luôn? Sao cái... bây giờ năm đứa nó đứng ở đây rồi. Rồi, đập cửa, đập nhà. Đây, Mami ơi. Cố lên. Không được, đó. Yeah. Hay quá. Có điện rồi, nói chung. Bây giờ là bây giờ mình chỉ cần cái chìa khóa màu xanh lá cây nữa là được. À, chìa khóa màu xanh dương. Ê, chocolate nè, ai ăn gì đi. Không, chocolate máu có đầy rồi. Bây giờ nó đang thiếu cái màu xanh dương á, màu xanh dương nó là được. Xanh dương đúng không? Ai có ai là được xanh dương vậy? Mày không, ca đang hỏi mà chắc chắn là không rồi. Lỡ bảo vậy thôi mày. Ca là chỉ có mỗi cái cờ lê thôi chứ không có gì đó. Màu xanh dương. Màu xanh ở đâu? Ui, bú hồn. Ở chỗ cậu nó có cái gương còn nhìn có hết hồn luôn á. Chìa khóa xe. Ê, chìa khóa xanh dương nè. Thời đến rồi, ở đâu vậy? Đây nè, trong nhà đây nè. Ai lụm rồi, có người lụm rồi. Rồi đi ra. Có xe rồi. Thôi, vĩnh biệt nó giùm cái đi, đừng có hú nó ra nữa. Rồi, để tao mở cửa cho. Hôm nay có giờ, gì tao mở cửa rồi. Yeah, cửa hàng rào mở rồi. Lên xe luôn. Bé hút mở nè, đi ra kìa. À, ra chưa? Đứng đi nha. Ra chưa, lên xe đi. Rồi, dọn. Trời đất mẹ, nó chạy, nó bỏ ba thằng lại. Trời ơi, thằng nào chạy vậy? Yeah. Nó qua cái cầu gãy rồi, nó phi qua cầu gãy kìa. Ê, hey, tụi bay đi thuyền đi, tao tới rồi, tao win rồi. Không, tao đâu có bấm start liền đâu. Mà tự nhiên tao cử nó, tụi bay lên rồi, tao mới bấm start tao chạy chứ. Vãi nào đi, tụi biết tụi bay đang ở đó, trời đất ơi. Nó phi mẹ đi mất tiêu rồi. Vậy là có hai cái để chống phát, một là chống phát bằng thiền, hai là chống phát bằng cái kia. Đấy. Đúng rồi. Phải rồi. Rồi, ok, dừng clip luôn. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like một share, và có thích hút mỡ thì nhớ tới với thẩm mỹ viện Insulin của con quẻ hút mỡ để các bạn hút bảo đảm là uy tín chất lượng và càng hút càng lớn nha các bạn ơi. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like một share và nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mới này các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.